Có. Nè, năm mới rồi, sao tụi mình không tổ chức tiệc tân niên ta? Dạ, em cũng thấy nên vậy đó. Nếu như mọi người không ngại á, hay là tổ chức tiệc ở nhà Hoa nha. Ui, đúng rồi. Nè, 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 có chuyện gì mà mọi người vui dữ vậy? Dạ, cô Hai muốn mở tiệc chúc mừng năm mới ở nhà của cổ. Ừ, vậy à? À, nếu mà bữa đó cô không có bận á thì tới nhà em chơi cũng được. Không bận thì tới chơi cũng được à? Ý cô không muốn mời tôi chứ gì? Ờ, cái này là cô suy nghĩ hơi bị sâu xa nha. Tại vì cô là cô hiệu phó mà. Cô hiệu phó thì lúc nào cũng bận rộn phải không? Ui da. Cái gì vậy? Tay bị xước, đau quá. Hả? Sao không? Có sao không? Đưa tụi con coi. Xước nguyên một đường luôn nè. May là bị thương nhẹ đó. Được rồi. Có cái đinh ở dưới đây nè. Lát nữa để tôi kêu mấy thầy đến đó rồi đóng lại giùm cho. Dạ. Gì cô? Chuyện này chuyện nhỏ xíu à. Đóng đinh thôi mà. Em đóng được. Thôi cô à, cô cứ để đó đi. Để lát nữa mấy thầy làm giùm cho. Đóng có cây đinh không thôi à. Cũng đi nhờ giả đàn ông nữa. Mất công quá cô à. Mất công được chứ. Dù sao mấy chuyện này đàn ông vẫn làm tốt hơn mà. Tại sao chuyện gì phụ nữ làm được thì cứ làm đi chứ. Mất mới gì mà phải đi nhờ giả đàn ông. Cô thiệt tình, mấy cái chuyện này là em giỏi hơn cả đàn ông rồi đó. Cô yên tâm đi. Dạ. Sao vậy? Cô có sao không? Đã nói rồi, mấy cái chuyện này cứ để đàn ông làm đi mà. Em đã nói là em làm được. Thôi bây giờ cô tránh ra đi, không thôi em đánh trúng tay cô bây giờ. Nè, cô đừng có bướng nữa, đưa tay tôi coi coi. Em đã nói là tránh ra. Người ta đang đánh mà xin cái gì? Đi mà một ván thôi, em cũng biết đánh chứ bộ. Biên. Em đánh giỏi lắm á, cho em chơi đi. Ủa, nè, thôi thôi thôi, chơi đi chơi đi. Yeah. Muốn mua gì nhiều quá vậy? Đem kinh phụ cho. Tôi xách được rồi. Đem kinh phụ cho. Đè 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 đè. Mẹ ông cũng đang xách nặng nè ông. Thôi vậy đây mẹ đây đưa con, đưa con phụ cho. Thôi 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 được rồi, không cần đâu. Thôi đây mẹ, để mẹ, đây đây đưa con. Đây đây đi chị, đây chị. Chắc là tại con biết cô Liễu trước rồi nên con thấy vậy. Nếu như mà cổ không có mối quan hệ gì với ba cô á thì cũng có thể là cô không ghét cổ lắm. Nhưng mà cô không hiểu được nha. Dạo gần đây hả, càng ngày cô càng thấy ghét cổ. Ủa sao vậy cô? Sao hả? Tại là cổ lúc nào cô cũng suy nghĩ là phụ nữ thì phải cần đàn ông che chở. Nghĩ sao mà như vậy được chứ. Cô là cô ghét những người phụ nữ có tư tưởng đó lắm luôn á. Phụ nữ là phải độc lập. Dạ. À Tâm Anh, em đổ bột ra giùm chị nha. Dạ. Tâm Anh, Tâm Anh. Dạ. Con ra mở cửa giùm cô đi con. Dạ con. Đi đi, để đó cho chị. Dạ. Dạ, con mời bà uống nước. Cảm ơn con. Ủa, Tâm Ý, cô qua đâu sao không thấy vậy? Dạ, con Hoa lên lầu thay đồ đón khách rồi bà. À. Mà bà ơi. Ừ? Có phải lúc sinh ra con gái đã không mạnh bằng con trai đúng không bà? Đúng vậy đó con, ông trời đã xếp đặt như vậy rồi mà. À. Cô Liễu, sao cô lại dạy con nít kỳ cục vậy? Hả? Tôi dạy sao? Làm gì có cái chuyện mà con gái vốn dĩ sinh ra lại yếu hơn con trai chứ. Cái đó tùy thuộc vô cơ địa của mỗi người đó cô à. Phải đó. Thì có những trường hợp ngoại lệ. Nhưng mà xưa đến giờ con trai vẫn mạnh hơn con gái mà cô. Làm gì có chuyện đó. Nè Tâm Anh, con không được nghe lời của cô Liễu nói nha. Đàn bà sinh ra là yếu hơn đàn ông. Làm gì có chuyện đó, tào lao. Dạ. Ủa. Nè Tâm Ý. Dạ. Cái bàn này ai xê dịch nó qua đây vậy? Dạ, hồi nãy lúc cô lên thay đồ của cô, ông với chú có kéo qua để quét dọn đón khách. Xong rồi ông với chú ra ngoài, quên khiêng lại chỗ cũ. Để cái bàn ở đây làm sao mà coi được, vướng víu quá chừng à. Ờ, à, cảm phiền cô. Nè Tâm Anh, con đứng lên đi, để cô kéo cái bàn lại chỗ cũ. Ờ, à, cô qua à, một mình cô với tôi sao mà kéo nổi hả cô? Dạ đúng rồi cô, để con phụ cho. Không cần hai người phải giúp cho tôi. Một mình tôi khiêng cũng được mà. Trời, cái bàn này á, đàn ông còn kéo không nổi, sao mà cô kéo nổi chứ? Cô nói cái gì vậy? Thôi được rồi, để em chứng minh cho cô coi. Đàn ông làm được thì đàn bà cũng sẽ làm được. Cô Hoa à? Ủa sao mọi người? Julian,
con vào đây phụ cô qua một tay nha. Không cần đâu, tôi kéo được. 1, 2, 3. Thấy chưa, tôi đã nói là đàn bà làm được mà. Wow, cô đúng là số 1 á nha. Chuyện nhỏ. Đàn bà con gái mà sùng dữ. Mày có món nhiều hấp dẫn quá hả chị? Hấp dẫn thiệt không? Nè, nếu như mà mọi người không chê á thì mọi người nhớ là dùng tự nhiên nha. Dạ, vậy cảm ơn chị. À mà chị, ủa mình không có một chút xíu men hay là gì hết hả? Quên nữa ha, ai nói là không có vậy? Nè, mọi người yên tâm nha, hôm nay á tôi đã chuẩn bị sẵn bia có, rượu có. Mọi người ở đây muốn uống cái gì cứ nói nha. Bia đi cô qua. Bia hả? Có liền. Nè Tâm Ý. Dạ. Con mở tủ lấy bia giùm cô đi, cô để sẵn ở trọng á. Dạ. Mọi người dùng tự nhiên nha. Mời mọi người. À, mời mọi người. 2, 3. Vô 100% nha. Siêu Liêm. Dạ. Cô là đàn ông 100%, phụ nữ mình 50% thôi nha. Dạ có điều. Bà ơi. 100 với 50 là sao vậy bà? 100% đó hả? Là uống ực một cái là cạn ly. Còn 50% chỉ cần uống đến phân nửa là được rồi con. Nhưng mà sao phụ nữ chỉ uống được có phân nửa thôi vậy bà? Bởi vì phụ nữ là phải yếu mà. Dạ. Cô à, em xin lỗi. Tại sao cô lại dạy con nít như vậy hả cô? Như vậy đâu có đúng đâu. Tôi dạy sao? Ai lại đi dạy con nít mà là một đứa bé gái nữa? Ai mà sinh ra đàn bà lại thua đàn ông chứ cô? Cô à, sao có mỗi câu nào tôi nói ra cô đều không hài lòng hết vậy hả? Là tại vì cái suy nghĩ của cô như vậy không đúng. Cô đã suy nghĩ sai rồi, cô còn gieo vào đầu một đứa bé như vậy nữa sẽ ảnh hưởng tới tâm sinh lý phát triển của nó đó cô. Nè Tâm Anh, con nghe lời cô nói nghe chưa? Phụ nữ hay đàn ông gì sinh ra thì đều có sức mạnh ngang nhau hết, nghe rõ chưa con? Dạ. Nè, bây giờ đàn ông hay đàn bà gì cũng phải uống 100% nghe chưa? Dạ. Vô 100%. Vô. Hết rồi nha, 100% rồi đó nha. Chị ơi, nếu mà uống được thì thôi, chứ bia vô nó cũng khó chịu trong người lắm á. Em yên tâm, đàn ông uống được thì đàn bà uống được. Vô 100% nha. 1, 2, 3. Vô. Cái gì vậy? Trời ơi trời, ông ơi ông, sao lại nằm ở đây? Tối qua vợ con uống nhiều quá rồi ối mửa lên phòng tùm lum bên trên, sao con nằm trên được, nên xuống đây nè. Ủa, đầu xuống quá. Hả? Con làm gì mà qua con uống dữ vậy hả? Mọi người ngủ có ngon không à? Cảm ơn. Mi. Chết rồi. Cô xin lỗi. Đi vô đây đi, cô cắt cái áo ra luôn đi. Nè cô xin lỗi, cô xin lỗi, cô mua cái áo khác cho nha. Cô ơi, cô uống miếng cho khỏe đi cô. Cảm ơn con nha. Cảm ơn con. Cô bớt rồi. Mà nè, để cô đi chợ hay là đi siêu thị gì đó, cô kiếm cái áo mới mua đền lại cho Tâm Anh nha. Dạ thôi, không cần đâu cô. Có gì đâu. Ủa, cúp điện hả? Ủa, sao dưới nhà cúp điện? Mà ở trên phòng tắm với lại ở trên nhà vẫn còn sáng mà cô. Con nói cái gì? Ở trên lầu vẫn còn đèn hả? Dạ. Nguyên ơi, Nguyên. Nè. Dạ. Con kêu Nguyên chi vậy? Nói với chú và ông đi ra ngoài rồi mà. Ồ vậy hả cô? Trên lầu còn điện mà cái đường dây dưới này là như vậy chắc là có vấn đề rồi. Nè, con vô lấy bộ đồ nghề sửa điện ra cho cô đi. Dạ thôi cô ơi, con thấy mấy chuyện này nguy hiểm lắm, hay là cô đợi chú hay là Nguyên về đi. Cô đã nói là cô làm được, đi lấy bộ đồ nghề sửa điện cho cô đi. Dạ. Cô ơi,
Hả? Có phải chuyện sửa điện là chuyện của đàn ông đúng không cô? Con không tin cô đúng không? Cô đã nói với con rồi, chuyện gì mà đàn ông làm được tất nhiên là phụ nữ làm được. Nhưng mà con nói chuyện sửa điện nguy hiểm quá cô ơi. Không tin chứ gì, cô sẽ chứng minh cho con coi. Ơ cô ơi. Cái gì? Có ổn không cô? Cô đã nói là cô làm được, hãy tin cô. Bình thường nha cô. Biết rồi. Cô ơi cô sao không cô? Cô ơi cô. Ủa đèn sáng rồi cô. Đèn sáng rồi hả? Dạ. Con thấy cô nói đúng không Tâm Anh? Đàn ông làm được là phụ nữ làm được. Đàn ông làm được là phụ nữ làm được. Cô ơi, con nghe mùi thịt luôn. Em đi nha chị. Ủa, em đi đâu? Thì em đi với cô Hoa á. Dạ, con chào cô. Nè, cô dắt Tâm Anh đi mua áo nha. Dạ, không cần mua đâu mà cô. Có gì đâu. Cô làm hư áo của nó thì cô phải mua chứ. Với lại cô cũng mua áo cho cô nữa mà. Dạ. Nè, xong chưa? Dạ rồi, dạ, em đi nha cô. Chị. Cô đi nha. Dạ. Ủa, cô ơi, hình như bên đó có chuyện gì kìa. Mình đi qua bển coi đi con. Dạ. Quý vị ơi, màn biểu diễn mà quý vị vừa xem vừa rồi đó chính là của một chàng trai đã dùng răng của mình đã kéo xe hơn 10 mét. Răng của anh ta rất khỏe phải không quý vị? Vậy thì tại sao không dành một tràng pháo tay thật to nữa đây nè? Bây giờ đây là phần thử sức dành cho quý vị. Ai trong chúng ta mà kéo được chiếc xe này đi được 5 mét thì chúng ta sẽ được một phần quà có giá trị, đó là phiếu mua hàng trị giá 5 triệu đồng. 5 triệu đồng nha quý vị. Và bây giờ ai có muốn thử sức không nào? Ai muốn thử sức thì hãy ra đây. Cô ơi cô, chuyện này phụ nữ không làm được đúng không cô? Hả? Tôi xin nhắc lại, có ai muốn đăng ký tham gia không nào? Chuyện này đúng là quá khó đó cô. Đàn ông nhiều khi còn làm không được, huống chi là phụ nữ. Nè, con quên lời của cô nói rồi hả? Cô đã từng nói với con, bất kể điều gì mà đàn ông làm được thì phụ nữ cũng sẽ làm được, con nghe rõ chưa? Thì không cô, ngay cả chuyện kéo xe hả? Tất nhiên rồi. Nếu không ai thử sức thì tôi sẽ... Tôi tham gia, tôi sẽ thử sức. Mời chị. Chị có sao không chị? Bác sĩ tôi không sao. Cô ơi, con đừng bao giờ nghe lời cô Liễu nói. Những gì đàn ông làm được thì phụ nữ cũng sẽ làm được. Cô không xéo xe được là vì cô không có hàm răng tốt thôi. Nếu như cô có hàm răng tốt thì cô cũng sẽ kéo xe được cái đàn ông. Dạ biết rồi, bây giờ cô đi nhau khoa đây. Coi lượng thứ luôn trên đời tuy không mong xảy ra. La 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 la, nhưng mà lại tuyệt vời thế như giấc mơ mà.